Anh là nắng để em được là mây trắng, bên anh quấn quýt mãi chẳng rơi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa. Anh mang ấm áp đi xa, và để giờ mình em lại vơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi này xa rồi, mà đêm thôi ai dẫn lỡ em. Để gần anh mãi, và em muốn biết để trái tim vẫn nhớ thương ầm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa? Có hay để yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày anh chợt nhận ra. Child. And you know me, Big Daddy from Lady Killer. Đêm trôi hoài đã bao nhiêu mùa trong đời không thể bóng dáng ai bên cạnh. Đêm lại thêm lạnh, lời dù vòng về ấm mơ sẽ lại cần thêm ngấm vào quá khứ một thời. Không muốn nhắc thêm một lời, mong cho đêm này không lạnh, cho giấc ngủ được an lành. Và vì mình mang chút sáng khi mang em đến bên anh. Yeah, bầu trời xanh đặc biệt đầy nắng mây đó đêm. Tự nhiên mình đi kiếm gần nhau thêm, sẽ tăng bao giờ càng hay không còn phải đau thêm. Em là những khi em mong quên tự nhiên hết đêm. Tình yêu này anh dành cho nắng, và em sẽ mãi là mây trắng. Dù gió nào cũng đã đi mất, chỉ vì anh không thể cất. Sao đôi tay giữ hết yêu thương mà sẽ không bao giờ anh đánh mất. Và giờ mình em lại vơ vơ, lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa rồi, mà đêm tối hai dần lối em để gần anh mãi. Và vời, cảm ơn Tình Yêu Màu Nắng, cảm ơn Nguyễn Thị Lưu Ly. Rồi, đứng đây em. Và không biết là trong ba ban giám khảo thì không biết là ai sẽ đưa ra lời nhận xét. Vâng ạ, xin mời nhà sản xuất âm nhạc Đỗ Hiếu ạ. Xin chào bạn Ly.
Trước tiên thì xin chúc mừng Ly đã hoàn thành cái ca khúc của mình một cách tròn trịa. Thì chỉ có một vài điều anh muốn nói với em thôi, đó là đây là một cái bài hát mà rất là dễ lấy cảm tình của khán giả và mọi người đều yêu thích cái bài hit này. Thì Ly hát lại cái bài này với một cái tâm thế cũng rất là khó cho Ly. Nhưng em phải tìm cách làm sao để hát ca khúc này với nhiều sắc thái hơn và nhiều cái cách xử lý nó khác cái bản gốc hơn. Tuy nhiên những cái câu đầu của em vào nó hơi không có suôn sẻ và hơi khô, không có được cảm xúc lắm. Tuy nhiên đến giữa bài và đến cuối bài thì em càng chứng tỏ cho mọi người thấy em rất là tự tin và trình diễn rất là dễ thương. Đọc rap được nữa. Nếu giá như cái đoạn cuối, cái lúc mà nhạc mỏng và nhẹ xuống, em xử lý cái chỗ đó khéo hơn nữa và đẩy lên cao trào ở đoạn cuối hơn, thì đây là một tiết mục hoàn hảo. Xin cảm ơn em. Em cảm ơn. Xin cảm ơn Nguyễn Thị Lưu Ly với tình yêu màu nắng. Cảm ơn bạn.